Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Sáng tạo Olympus. Hôm nay thì mình sẽ chia sẻ với các bạn về cách để chúng ta có thể làm được một cái tech với cái hiệu ứng là bay nhá. Bay giống như là trên cái lá cờ đó. Thì đầu tiên là các bạn hãy sử dụng cái công cụ là Tile Tool, viết tắt là T. Các bạn hãy đánh cho mình một dòng tech đi. Mình sẽ đánh dòng tech là tech fly. Ở đây mình sẽ sử dụng cái phông chữ là Impact. Đây mình sẽ cho giảm bớt đi, nhỏ bớt đi. Và mình sẽ để cái phông này là phông Time New Roman này. Kiểu chữ là bold. Sau đó là mình sẽ cho nó nhỏ bớt đi. Các bạn hãy vào cho mình cái phần character này. Ở cái phần tracking các bạn hãy giãn nó ra. Mình sẽ giãn của nó là 110 nhá. Sau đó là các bạn hãy vào cái phần window, chọn cho mình cái tool là symbol, cái phím tắt là Ctrl Shift 11 này. Các bạn hãy kéo cái text của chúng ta vào cái phần symbol nhá. Có nghĩa là chúng ta sẽ đưa cái text này làm một cái symbol, tạo mới nó. Sau đó các bạn hãy kẻ cho mình một cái đường line nhá, line segment tool này. Các bạn kéo ngang ra. Chọn cho mình cái màu đen đi. Vào cho mình cái phần effect Distort and Transform, chọn cho mình cái phần là Zigzag này. Preview lên. Ở đây thì mục đích của chúng ta là chúng ta sẽ tạo được cái độ bay của chữ đúng không? Vậy thì các bạn hãy chọn cho mình cái Smooth, nhìn để cho nó mượt mà. Nếu như cái phần Corner này thì các bạn sẽ nhìn thấy nó bị nhọn đúng không? Và các bạn hãy chọn cho mình là Ripper Segment thì hãy để là 4 nhá. Cái phần Size các bạn hãy tăng lên thì cái đường sóng của chúng ta nó sẽ cao hơn. Còn nếu như bạn để ở mức độ thấp như thế này thì cái chữ của chúng ta cũng uốn thấp thôi. Mình sẽ để là 9 nhá, ấn OK này. Sau đó thì các bạn hãy sử dụng cái hiệu ứng Effect 3D Extrude and Bevel. Chọn cho mình cái kiểu Preview lên đã, các bạn tăng lên giúp mình. Đấy là các bạn chọn cho mình vào cái phần Map Art. Ở đây nhá, thì các bạn hãy click lên cái phần Next Surface này. Đó, các bạn nhìn thấy ở đây nó sẽ thay đổi. Hãy chọn ở cái phần Surface là chọn cái mặt 5/5. Sau đó là chọn về cái symbol giúp mình. Cái này thì các bạn hãy xoay nhá. Và các bạn sẽ để ý là ở đây này, khi bạn xoay ở trong cái phần giao diện của Map Art thì ở bên ngoài cái kết quả nó cũng thể hiện cho chúng ta nhìn thấy. Nên là các bạn hãy nhìn vào cái sản phẩm bên này này. Hãy đặt cái phần uốn làm sao mà các bạn vẫn nhìn rõ chữ ạ. Thì đấy là cái phần hiệu quả nhá. Đây chỉ là đoạn lên xuống thôi. Ấn OK. OK này. Rồi. Cái hiệu ứng này ạ, như vậy là đã xong rồi đúng không? Bây giờ các bạn hãy vào cho mình cái phần Object này. Flatten Transparency này. Ấn OK. Nháy phải Ungroup. Nháy phải Really. Rồi. Ta bỏ hết các cái khung 3D đi. Ctrl G. Và bây giờ mình sẽ đặt nó vào một cái nền nhá. Ví dụ nền màu đỏ, chữ màu trắng này. Vào Swatch, chọn cho mình màu trắng. Ôi, sản phẩm của mình cũng chỉ đến đây thôi. Nếu như bạn nào mà yêu thích cái nội dung này thì các bạn hãy like, share và đăng ký kênh nhá. Cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào những cái video lần sau.